Cái gì phải sợ thế? Hay là... Cái loại con gái như mày mà cũng đòi là học sinh à? Không, cậu buông tôi ra. Cậu buông tôi ra. Tao không buông ấy. Mấy người muốn làm gì vậy? Sao cứ phải trả phạt tôi hoài vậy? Mày đừng có láo. Mình đánh nó là tao. Ủa ôi, ai đây? Bạn Linh của tớ đây á. Này, sao trông cậu ăn mặc quê mùa thế? Bố mẹ cậu không cho cậu tiền để mua cái túi tử tế mà đi học à? Tớ thấy ăn mặc như thế này bình thường. Với lại chúng ta còn là học sinh, cần gì phải ăn mặc cầu kỳ chứ? Cậu bị điên à? Này, tớ nói cho mà biết nhá, là con gái thì cũng phải biết trang điểm, nhớ chưa? Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho tớ. Đi với cậu là mất cái giá trị của tớ ra. Cậu nói cái gì vậy? Chả lẽ vì tớ ăn mặc như thế mà cậu không chơi với tớ á? Ừ, đúng rồi. Tớ nói cho cậu biết, thật ra ấy, tớ chơi với cậu cũng chỉ bởi vì cậu xấu. Mà đã xấu lại còn không biết trang điểm. Nhưng mà cũng nhờ có thế nên là khi mà đi với cậu ấy thì vẻ đẹp của tớ được tôn vinh hơn. Mà tớ nói thật nhá, cậu có dát cả đống hàng hiệu lên người ấy thì cũng không thể nào đẹp được bằng tớ đâu. Cậu thật quá đáng. Ấy, từ nãy đến giờ là tớ thử lòng cậu thôi mà. Đồ ngốc. Cậu quá đáng lắm. Này, tớ nói cho cậu biết nhá, cậu chơi với tớ ấy là vinh hạnh nhất của cậu rồi đấy. Cậu đừng có mặt ra vẻ như là cậu ấm ức lắm ấy. Với cả nếu như cậu không thích thì thôi, nghỉ chơi với nhau đi. Xem ai ở trong lớp chơi với cái người nghèo nàn như cậu không nhá. Thôi, tớ đi trước đây nhá. Lát ấy, mua hộ tớ cái bánh mì để tớ lát mà ăn đấy, nhớ chưa? Linh phải không? Thái à, cậu đến từ bao giờ thế? Cái gì phải sợ thế? Hay là... Cậu đừng có mà trêu tớ nữa. Thôi không trêu nữa, tặng cậu này. Cái gì đây? Bộ trang điểm Sala, chả lẽ cậu là... Không phải, cậu đừng hiểu nhầm ý tớ. Đây là của chị gái tớ. Bộ trang điểm Sala vừa nhỏ gọn, tiện lợi, giúp trang điểm nhanh mà lại còn tiết kiệm thời gian. Tớ thấy cậu nên chăm chút bản thân mình nhiều hơn. Vì con gái chỉ tự tin khi mình thấy thực sự xinh đẹp. Tớ cảm ơn cậu nhá. Ừ, tớ đi trước đây. Bye bye, bye. Này, đi đâu đây em? Cậu tránh ra, tôi không thân với cậu. Ừ thì cứ coi như là không thân đi. Anh thân em là được mà. Cậu tránh ra đi.
Này. Này. Mày là gì mà mày đòi láo với tao? À? Tao đã có ý muốn nói chuyện tử tế với mày mà mày không nghe à? Cậu nói thế là có ý gì? Tôi không thân với cậu. Cậu đừng có mà cản đường tôi. Không tôi mách thầy đấy. Mày đừng có lôi thầy cô ra đây. Cái loại mày ý, chỉ là gái bao thôi. Mày nghĩ mày là ai đấy? À? Cậu đừng có mà sỉ nhục tôi. Tôi đã làm gì mà cậu nói tôi như vậy? Cái loại con gái như mày ý, mà ông đòi là học sinh à? Cái gì? Chắc là sáng đi học, chiều đi khách. Mày không tin ý. Thông tin trên mạng ấy của mày ý, đầy ý à. Cả cái trường này ý, có biết mặt mày rồi. Đi học thì toàn đi siêu xe. Chắc là lại được ông đại gia nào nuôi à? Hả? Cái gì? Thì đấy, tao cho mày xem này. Mày xem đi. Tao phải thèm điêu mày à? Ảnh nóng của mày trên mạng nhiều cực. Đây không phải là tôi. Tôi không biết gì cả. Đây là ảnh ghét. Tôi không bao giờ làm việc đó cả. Này, con nào nó làm gái bao như mày ấy, nó cũng nói thế ấy. Mà thôi, tao cũng chả quan tâm là mày có làm gì hay không. Cả cái trường này đằng nào nó cũng biết mặt mày rồi. Để xem ấy, ngày mai mày còn dám vác mặt đi học nữa không nhá. Cậu. Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi. Đi chơi với anh. Anh nhiều tiền lắm. Em muốn tiêu gì cũng được. Không, cậu buông tôi ra. Cậu buông tôi ra. Tao không buông ấy. Cậu buông ra. Mày. Con trong gì đấy? Sao cậu lại lùi kéo cậu ấy? Tao chỉ định rủ nó đi chơi thôi. Mày bênh nó à? Mà này, nó là gái bao ấy. Nó không phải là hạng người tử tế để mày theo đâu. Cậu nói cái gì? Gái bao á? Mày điếc hay là mày không hiểu tiếng người? Tao đã nói rồi, nó là gái bao đấy. Mày không thấy à? Nó đi học ý, siêu xe đầy nhá. Rất là quách nhá. Này, cái tầm cỡ như tao với cả mày chưa chắc đã bằng nó đâu. Ảnh nóng của nó ý, trên mạng nhiều quá. Không phải tớ, không phải tớ. Tớ không biết gì cả. Tất cả đều là giả thôi. Cậu thôi đi. Cho dù chuyện đấy có là thật hay không đi chăng nữa ý, thì Linh cũng là con gái. Cần một sự tôn trọng và bảo vệ của chúng ta. Cậu làm như thế không thấy xấu hổ à? Tớ sẽ kể chuyện này cho thầy giáo. Ấy, đừng. Chẳng ạ, từ nãy giờ tớ cả Linh chỉ là đùa nhau thôi. Linh nhỉ? À mà thôi, hai cậu cứ ở đây tắm nắng nhá. Tớ có việc tớ đi về trước. Tớ tắm nắng đủ rồi. Tớ thề không bao giờ làm chuyện đó. Không sao, chắc là xấu tính bày trò chơi cậu thôi. Tớ sẽ nhờ người điều tra kỹ chuyện này. Bây giờ tớ đưa cậu về. Nè, mày chuẩn bị đến đâu rồi đấy? Yên tâm đi, tao chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Tốt. Ê, 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 con Linh kìa. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Nhanh. Mấy người muốn làm gì vậy? Sao cứ phải chọc vào tôi hoài vậy? Làm gì á? Sao trước khi mày hỏi câu đấy, mày không tự hỏi bản thân mày xem mày đã làm gì? Tao chả làm gì cả. Mày đừng có láo. Tao chưa cho phép mày đi với anh Thái mà mày đã dám ve vãn anh ấy à? Mày định dùng cái bộ mặt tội nghiệp của mày để cho anh ấy thương hại mày à? Tao đâu có mù đâu. Tao không biết việc đó. Với lại mày với anh Thái có gì đâu. Sao mày lại gầm lón tao? Anh Thái là hot boy của cái trường này, mà cũng là bạn trai tương lai của tao. Tao thương mày ở lớp không có ai chơi cùng, nên cho mày đi cùng tao để làm nền cho tao. Mày chưa cảm ơn thì thôi, lại còn ăn cháo đá bát à? Hả? Đồ trơ trên. Mày đừng có mà sỉ nhục tao. Tao không biết chuyện đó. Tao ốm nên anh Thái giúp đỡ tao thôi. Cái đồ trơ trên đĩ thoa này. Mày thì cũng giỏi giả vờ lắm. Mày ở bên ngoài ấy, có làm gái hay như thế nào ấy, tao không quan tâm. Nhưng mà mày vào cái trường này mà lại định ve vãn người yêu tao ấy, thì mày không xong với tao đâu. Minh, đánh nó đó tao. Đừng, xin mấy người tha cho tôi. Đừng. Này, hét to nữa lên thì
cũng không ai cứu mày đâu. Ngày hôm nay tao sẽ phải cho mày sống không bằng chết. Tao sẽ phải cào nát cái mặt mày ra để xem mày còn dám cướp người yêu người khác không. Chị ơi, hay là bây giờ mình xé đồ nó để em quay clip em tung lên mạng cho nó nhục mặt. Ờ nhở, thế mà tao không nghĩ ra. Đừng mà. Lấy điện thoại ra đi. Chứ mà em quên điện thoại, chị cho em mượn. Cái thằng này. Ra. Rồi, chị vào xé đồ đi chị. Đi ra đây. Đi ra đây, nhanh lên. Mình đi ra đây. Bỏ tay ra. Tôi xin mấy người. Bỏ xin ra. Tôi xin cả ma. Mày bỏ ra chưa? Bỏ chưa? Tha tao đi mà. Hả? Tha dễ thế á? Hả? Tao xin cầu mà. Được cái chai đâu này? Này, chúng mày làm cái trò gì đó? Còn mày, mày quay cái gì đấy? Em có làm sao không? Này, 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 điện thoại của tao. Lại còn live stream à? Mày có thích chết không à? Đưa đây. Mày thích chết không? Mày có biết tao là ai không? Tao là My, chị đại của khu phố này đấy. Cụ dạ. Còn mày ấy, mày đến đây lại còn lao nhau ở đây như này à? Hả? Mày là chị Bi à? Đúng, tao là Bi đấy. Tại sao lúc nãy mày to miệng lắm cơ mà bây giờ lại côn cốt thế à? Chị ơi, chắc là có tí hiểu lầm thôi chị ạ. Tại vì nó cướp người yêu của em, nên là em dạy dỗ nó tí mà. Không có. Cái gì cơ? Dạy dỗ á? Mày dạy dỗ người ta kiểu đấy à? Mày quay clip tung lên mạng như thế thì làm sao mà nó sống nổi à? Này, cùng là học sinh với nhau mà sao mày ác thế à? Mày định đi đâu? Mày bắt nạt học sinh, trấn tiền ở trong trường này, đến bây giờ gặp tao thì lại bị phun cốt đi à? Hả? Mày có tin đấy là tao báo cáo cái việc này đối với nhà trường của mày thì mày hết hồ báo cá trồn ở đây không? Không không. Chị ơi, chị tha cho em ạ. Im ngay. Cùng là bạn học với nhau, sao đối xử với Linh như vậy? Tại nó láo với tớ ấy. Mà nó là gái bao mà, sao cậu bênh nó thế? Cái ngữ này thì phải đánh nó tỉnh ra. Nó mà đi học ở cái trường này á thì chỉ làm ô uế trường mình thôi. Mình không có. Cậu thôi đi My, tớ đã nhờ người điều tra. Người mới tung ảnh nóng ấy lên mạng ấy chính là cậu đúng không? Cậu ghen tị với Linh vì Linh hàng ngày được siêu xe đưa đón đi học. Nhưng cậu không hề biết một điều rằng đấy chính là anh trai của cô ấy. Người đấy là sếp tổng, người đã tài trợ chính các thiết bị dạy học của trường này đấy. Cái gì? Em gái của sếp tổng á? Không thể nào. Đúng là sự thật. Chiếc xe hàng ngày ấy đưa đón cô ấy đi học hàng ngày chỗ này này chính là của anh trai cô ấy. Nhưng Linh chỉ vì muốn đi học như một người bình thường mà cô ấy ăn mặc giản dị, không hào nhoáng. Vậy mà mọi người bắt nạt cô ấy thế à? Không thể nào. Nhìn nó nghèo nàn như thế kia cơ mà. Thậm chí nó còn chả có túi sách hàng hiệu mà đi học ấy. Này, đánh giá một con người ấy không phải qua vẻ bề ngoài đâu, mà là trong nhân cách của người ta ấy. Có những người ấy thì ăn mặc thì cũng sành điệu, dùng túi sách hàng hiệu đấy, nhưng mà nhân cách thì thối rữa. Sống giả tạo như thế thì không có bạn chơi đâu. Những tấm ảnh nóng này tớ sẽ gửi lên cho thầy hiệu trưởng để họ xử lý hai người. Thôi, tớ xin cậu đấy, không tớ bị đuổi hỏng mắt, tớ sợ lắm. Nếu mà đã biết sợ ấy thì đừng có làm. Tớ sẽ báo cáo lên thầy hiệu trưởng để trả lại danh dự cho Linh. Thái ơi, tớ không muốn bị đuổi học đâu, cậu tha cho tớ lần này nhá. Thái. 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 Em là chị ạ. Này, tao còn có việc muốn xử mày đấy.
Thank you.